Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Thưa quý vị, đã gần 3 năm trôi qua. Đã gần 3 năm trôi qua kể từ ngày bầu cử tổng thống năm 2020, ông tổng thống Joe Biden cũng đã ngồi vào tòa Bạch Ốc và gần hết cái nhiệm kỳ và chuẩn bị so găng trong các cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 trong cái suốt những cái năm vừa qua của nhiệm kỳ thứ nhất của ông Joe Biden. Có những điều đã làm được, có những điều chưa làm được và có những điều chưa có thuyết phục được cử tri, hãy tin vào cái sự lãnh đạo của ông Joe Biden và đó là cái thách thức lớn nhất của ông trong cái vòng bầu cử tiếp theo năm 2024. Nhưng mà đã gần 3 năm trôi qua kể từ cái ngày bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 11 năm 2020 thưa quý vị. Vậy mà bây giờ ở thời điểm này, cựu tổng thống Donald Trump vào ngày hôm thứ hai mới tuần đây thưa quý vị, khi mà ông đi đến New Hampshire để mà gặp gỡ cử tri uh, hướng đến cái cuộc bầu cử uh, sơ bộ trong Đảng Cộng hòa đó cựu tổng thống Donald Trump vẫn đưa ra cái lời khẳng định gần như chắc nịch. Ông nói rằng sắp tới không xa đâu, vào tuần sau là chúng ta chờ đi rằng ông sẽ cung cấp những cái con số, những cái con số và những cái bằng chứng cho thấy là cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 là nó là gian lận thưa quý vị đã 3 năm trôi qua rồi, đã có những cái vụ truy tố ở liên bang và tiểu bang, đã có những cái bài báo cáo, đã có những cái cuộc kiểm phiếu và ở một số cái tiểu bang chiến trường và gây tranh cãi, ví dụ như ở Georgia, chúng tôi đã từng thưa quý vị là có những công ty tư nhân nhảy vô cuộc để mà hy vọng là tìm cho ra là có bằng chứng bầu cử gian lận, nào là đếm lại bằng máy rồi đếm lại bằng tay, nhưng cuối cùng đều đưa ra một cái kết luận chung như nhau rằng đúng là có những cái sự gian lận ở đây ở đó có nhưng nó không có cái sự gian lận trên diện rộng dẫn đến thay đổi kết quả cuối cùng của cái cuộc bầu cử đó và rất nhiều những cái cựu luật sư đã cùng đứng vào cái nhóm vây cánh của cựu tổng thống Donald Trump và khuyết đại cái 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 thuyết cho rằng là bầu cử năm 2020 là gian lận. Và bây giờ chính họ đang phải trả giá. Chút nữa đây thôi chúng tôi sẽ cập nhật với quý vị. Nhưng cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày thứ hai như chúng tôi nói ông vẫn khẳng định chắc nịch là ông sẽ cung cấp những cái bằng chứng cho thấy là có cái sự gian lận. Liệu rằng lần này ông có cung cấp bằng chứng đó hay không? Quý vị nhớ là trước khi mà ông Trump truy tố ông cựu Tổng thống Donald Trump cũng ở cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử ở liên bang mà do bà chánh án tanya chucking đã xử đó thưa quý vị ông trump cũng hứa là vào ngày thứ hai tôi sẽ cung cấp cái bằng chứng đó quý vị nhớ không nhưng sau đó chính ông cũng rút lui cái lời phát biểu này và ông không có tổ chức cái cuộc họp báo cũng như là bằng chứng đó không thấy đâu thì có thể là ông hô lại ông giữ lại và chúng ta đợi đi vào thứ hai tuần sau liệu cái bằng chứng đó nó là gì và nếu thực sự có cái bằng chứng đó thì chắc là cái cuộc truy tố ở mức độ liên bang và cả cái cuộc truy tố ở Georgia với việc ông Trump và 18 đồng phạm đã bị truy tố đó có thể nó sẽ được rửa sạch hết thưa quý vị và mọi phiên tòa sẽ bị giải tán hết bởi vì thực sự là có bằng chứng gian lận cơ mà chúng ta hãy cứ chờ đi và chính cái lời phát biểu này làm cho những fan ủng hộ ông Trump ngày hôm nay họ lại có thêm hy vọng thưa quý vị và trong cái cuộc đi gặp gỡ cử tri ở New Hampshire đó, khi mà cử tri hỏi ông Trump một câu như thế này nè, ông có lo lắng hay không trong cái cuộc truy tố bên phía ở Georgia mà bà chánh biện lý Fanny Willis đã truy tố ông cùng 18 đồng phạm và trong đó có những cái nhân vật là cựu luật sư của ông Trump như là ông Linwood nè, như là Sydney Power nè, như là Rudy Giuliani nè, và như là Jenna Ellis nè, như là Kenneth Chisbro nè. Bây giờ ông có lo lắng hay không khi mà cái thông tin mới nhất đó là bà cựu luật sư Liz Sydney Power đã đứng ra nhận tội rồi và bà hứa là để tránh cái án tù thì bà sẽ cung cấp những gì mà bà biết về những cái việc làm mà bà đã cùng những cái vây cánh của ông Trump để mà đảo ngược kết quả bầu cử. Ông có lo không? Thì cựu tổng thống Donald Trump tại New Hampshire hôm thứ hai trả lời là no, nói at all. Không có lo bất cứ một cái gì hết Bởi vì đơn giản là chúng tôi có làm gì sai đâu chúng tôi không hề làm gì sai mà chính là tất cả là biden những cái chuyện mà truy tố và cả những cái tuyệt, chuyện mà truất phế in diamonds and impeachment tất cả là ở biden đã tạo ra cái chuyện này và nhưng mà ông ấy sẽ không có thể làm gì để hại được tôi hết á là bởi vì tôi không có làm gì sai đó là sự khẳng định chắc nịch của cựu tổng thống donald trump thưa quý vị và ông nói đó tôi hoàn toàn 100% đúng và hơn nữa nha, đợi tuần sau sẽ có cái bằng chứng mới. Và đó là cái lời phát biểu lúc mà người ta hỏi ông Trump về cái việc quay xe của bà Sydney Power là cựu luật sư và một lần nữa thưa quý vị bà Sydney Power phải nói là rất là tận tụy và hết lòng không hiểu vì cái sự tận tụy của bà Sydney Power là thực sự nó xuất phát từ cái sự trung thành của bà hay là nó xuất phát từ một cái gốc nào đó mà chính ông Rudy Giuliani cũng là một cựu luật sư khác của ông Trump đã từng nói là bà Sydney Power này là một cái tay mà khùng đi và chính bà đã ra tòa ở Michigan và bà đã từng nói một câu như thế này nè những cái gì mà tôi Tôi nói ở tòa chỉ có những cái kẻ mà không có cái trí không có cái trí cái, cái 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 sự hiểu biết cơ bản á, mới tin được những lời tôi nói cho nên bây giờ người ta nhìn lại người ta nói là không biết cái sự trung thành của bà Sydney power là vì bà quá sức là cuồng tính đối với cựu tổng thống Donald trump hay là vì cái sự nhận thức của bà mà bà có bỏ tiền túi từ cái chiến dịch từ cái ủy ban của của bà đó thưa quý vị bỏ ra 26.000 đô la Mỹ để mà đi đến cái quận hạt coffee county tìm cho được thâm nhập vào cái máy bầu cử để mà tìm ra cho được cái bằng chứng gian lận nhưng mà tìm không thấy đâu chỉ thấy rằng là bà đưa ra những cái luận điểm những cái thuyết âm mưu để rồi bây giờ bà dính vào vòng lao, lao lý và bây giờ bà đã có thỏa thuận nhận tội đó là cái câu chuyện quay xe của bà Sydney Power và ông Trump quý vị đã biết rồi là ông đã bỏ rơi cái sự thân tính này ông đã nói rằng Tôi và bà Sydney Power hoàn toàn chưa bao giờ có cái mối quan hệ giữa luật sư và thân chủ hết á. Thậm chí là ông còn nói rằng là nhớ lại đi, cái thời điểm mà bà Sydney Power năm 2020 á, bà là đang là đại diện cho ông Michael Flynn. Michael Flynn là cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump và cũng đã từng đã bị truy tố. Và chính cựu tổng thống Donald Trump đã đứng ra đưa ra cái lệnh ân xá là pardon cho ông Michael Flynn này, thì ông Trump lý luận là không thể nào mà Sydney Power đang đại diện cho Michael Flynn, mà tôi thì đang xem xét cái lệnh ân xá đó, mà tôi mà bà Sydney Power có thể làm luật sư cho tôi, nó nó bị conflict nó bị mâu thuẫn về quyền lợi. Nhưng mà dân tình đã không khó để tìm ra những cái post trên mạng xã hội, như chúng tôi nói đó, ông Trump đã từng vào tháng 11 ngày 15, ông đưa lên trên mạng xã hội ông nói rằng ô oh, bây giờ chúng tôi có thêm bà Sydney Power gia nhập vô cái đội ngũ mà luật sư mà tinh hoa để mà lực tẩy ra cái cuộc bầu cử là nó bị đánh cắp và bây giờ khi ông nói rằng ông không biết ông không quen và Sydney Power chưa từng là luật sư của ông chưa kể là cái cuộc họp vào tháng 12 năm 2020 tại tòa Bạch Ốc bà Sydney Power cũng có tham dự cùng với ông Trump để bàn về cái chuyện là có nên sử dụng quân đội để mà seize để mà chặn lại um, gọi là thu giữ những cái máy mà kiểm phiếu thưa quý vị không được tiếp tục đếm phiếu bởi vì lúc đó những cái tiểu bang chiến trường cứ liên tục tuyên bố những cái kết quả và chiến thắng thuộc về ông Joe Biden. Đó là cái chuyện mà quay xe của cựu tổng thống Donald Trump. Nhưng mà rất là đáng lo cho ông Trump thưa quý vị. Vào ngày hôm thứ ba, vào ngày hôm thứ ba đến cô cựu luật sư của ông Trump là cô Jenna Ellis, cô lại bắt đầu đứng ra và có cái thỏa thuận nhận tội với lại bên phía công tố của bên georgia thưa quý vị quý vị nhớ cô jenna alice á, ngay từ cái ngày đầu tiên khi mà bà bên công tố là bà fanny willis truy tố cô này đó cô đã từng lên trên mạng xã hội và cô post một cái dòng mà đầy cái sự phẫn nộ cô nói rằng tại sao ông trump là cái vị thân chủ của cô đã gây quỹ rất là nhiều cho cái chiến dịch pháp lý của mình lên đến mấy trăm triệu đô la mỹ mà lúc này đây tôi gặp khó khăn chúng tôi là vì cái quyền lợi của ông trump chúng tôi đứng ra đại diện và thực hiện theo những cái nhiệm vụ mà ông trump giao phó mà bây giờ chúng tôi không có được hỗ trợ về pháp lý Quý vị chắc còn nhớ cái câu chuyện này. Và đúng là sau cái cơ lời tuyên bố đó thì cô Jenna Ellis cũng đứng ra gây quỹ và gây được và um, kiếm được 200.000 đô la Mỹ rồi thưa quý vị. Và sau khi kiếm được 200.000 đô la Mỹ thì cô Ellis bắt đầu đứng ra thỏa thuận nhận tội thưa quý vị. Và bây giờ những cái nhóm mà um, gọi là Cộng hòa MAGA đó, những cái nhóm cử tri MAGA bây giờ người ta phẫn nộ, người ta nói ôi tại sao mà tôi gây quỹ cho cô để chiến đấu trường kỳ để mà cô tiếp tục cái cuộc chiến này cùng với cựu tổng thống Donald Trump mà bây giờ cô kiếm được 200.000 đô la Mỹ thì cô bắt đầu cô quay xe cô đứng ra nhận tội và bây giờ Jenna Ellis vào sáng ngày thứ ba đứng ngay tại phiên tòa đọc cái lời nhận tội mà nước mắt rơi lã chả vừa nói vừa khóc thưa quý vị Jenna Ellis nói rằng nếu như mà những gì tôi biết bây giờ mà cái thời điểm trước đây tôi cũng ý thức được cái điều này thì tôi sẽ decline to represent Donald Trump đó là lời của cô nói tôi sẽ từ chối không có đại diện cho ông Trump tôi sẽ không có tham gia vô cái đường dây đảo ngược kết quả bầu cử này thưa quý vị tôi nhìn lại cái quá khứ với đầy cái sự hối tiếc đó là lời tuyên bố của Jenna Ellis và cô cũng thừa nhận rằng những cái thuyết âm mưu mà đưa ra trước đây nào là đếm những cái phiếu bầu cử bất hợp pháp nào là những cái um, những cái tử tù hay là những cái tên mà phạm nhân mà những cái tội đại hình đó thưa quý vị cũng được đi bỏ phiếu ở Georgia để mà bỏ phiếu cho Joe Biden. Rồi nào là những cái cử tri mà chưa có đủ 18 tuổi cũng được huy động để đi bỏ phiếu cho Joe Biden. Jenna Ellis sáng nay ngay tại tòa nói rằng đó là những cái thuyết âm mưu và hoàn toàn trái ngược với thực tế thưa quý vị và đổi lại là bây giờ cô đóng cái tiền phạt là 5.000 đô la nè rồi cô phải viết thư để xin lỗi cho cử tri ở Georgia nè rồi cô phải thực hiện 100 giờ lao động công ích và và đây mới là cái điều nguy hiểm cô sẵn sàng để ra cung cấp tất cả những cái lời khai và thậm chí là ra tòa luôn. Bất cứ cái điều gì mà bên phía công tố yêu cầu và cần cô thì cô sẽ ra để mà phối hợp hoàn toàn như thế này thưa quý vị. Đó là một cái điều rất là nguy hiểm cho cựu tổng thống Donald Trump. Xem như tính đến ngày hôm nay đã có 3 luật sư của ông Trump đã quay xe và đứng ra thỏa thuận với bên công tố. Đó là ông Kenneth Cirro, đó là Sydney Power, đó là Jenna Alice. Người ta đang chờ một cái nhân vật là Rudy Giuliani, người dính rất sâu. Người dính rất sâu trong cái đường dây này và đến chừng này thì vẫn chưa có lời tuyên bố nào hết. Nhưng mà nói như lời của một cái luật sư khác đang đại diện cho ông Trump ở cái vụ Georgia, đó là ông Steve Sado. Ông nói là à, thêm cái chuyện này nữa, thêm cái chuyện của cô uh, Jenna Ellis nữa, thì thấy một điều rằng cái đạo luật Rico mà bà Fanny Willis bà viện dẫn để bà truy tố là một cái nhóm mà tội phạm mà âm mưu với nhau đó thưa quý vị. Xem ra cái đạo luật Rico này á là bà Fanny Willis sử dụng là chỉ để chơi chiêu thôi. Bà đang cố gắng là mua chuộc những cái người đồng phạm khác để mà quay xe lại và bán đứng đối với ông Donald Trump để mà hợp tác hoàn toàn để mà cuối cùng là gì? Để mà quay ra và chỉ mũi dùi và tấn công vào ông Donald Trump mà thôi. Đó là lời của luật sư đang đại diện cho ông Trump trong cái hồ sơ này. Nhưng mà nói gì thì nói, cái việc mà những cái luật sư trước đây đã từng đứng dính rất sâu và mắc mớ rất sâu với ông Trump, bây giờ quay xe và đứng ra nhận tội và nói rằng những cái lời mà họ tuyên bố trước đây là sai sự thật và họ sẵn sàng mà đứng ra đối chất tại tòa. Thực sự quý vị, đó là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm cho cựu tổng thống Donald Trump thưa quý vị. Và nữa, có những cái chuyên gia về luật họ nói như thế này nè. Sydney Power và cả ông cựu luật sư Kenneth Chisbro và bây giờ là cô Jenna Ellis dẫu rằng là bây giờ họ đứng ra nhận tội để thoát án tù đó, họ chỉ đóng tiền phạt, họ bị quản chế 5 năm và họ phải lao động công ích, nhưng mà chưa chắc gì là họ có thể thoát án tù hoàn toàn thưa quý vị. Một số những cái chuyên gia về luật họ nhận định họ nói rằng là bởi vì sao? Là bởi vì họ chỉ thoát được cái án tù trong cái vụ ở Georgia mà thôi. Còn một cái vụ lớn hơn thưa quý vị, đó là của ông công tố viên đặc biệt Charles Smith đang truy tố ở mức độ liên bang. Và quý vị nhớ là ông Charles Smith, đó, ông để ngỏ, ông chỉ để duy nhất là ông Trump trong cái vụ truy tố này. Còn những cái đồng phạm là bây giờ đó, ông Charles Smith, ông để ngỏ có thể nhiều người cho rằng đó là vào phút cuối ông jack smith có thể bổ sung thêm những cái đồng phạm là những cựu luật sư này cho nên là những cái vị cựu luật sư này chỉ mới đánh được một trận thôi gỡ được một cái thế trận ở georgia thôi nhưng mà có thể là sẽ còn tiếp tục gặp rắc rối ở một cái trận mà nó lớn hơn nó tàn khốc hơn đó là cái chiến trận ở liên bang với công tố viên jack smith thưa quý vị đó là diễn tiến và một lần nữa nó vô cùng nguy hiểm cho cựu tổng thống donald trump ở georgia nhưng mà chúng tôi bây giờ muốn chuyển sang đổi không khí chút thưa quý vị lại một cuộc chiến khác một cuộc chiến ở quốc hội liên bang chắc là quý vị đã đoán ra là hoàng vi đang muốn thưa chuyện gì đó là cái vị trí chủ tịch hạ viện đã hơn 3 tuần trôi qua kể từ ngày ông Kevin McCarthy, ông bị đá bật đi trong một cái một cái cũng là một cái thế trận vô cùng tức tưởi do chính những cái thành viên trong nhóm Cộng hòa MAGA dẫn đầu là Matt Gaetz đã đá ông đi ra. Và kể từ ngày đó cho đến bây giờ 3 tuần trôi qua mà hạ viện vẫn chưa có được cái vị chủ tịch thưa quý vị. Đảng Cộng hòa đến cái thời điểm mà Hoàng Vi đang thưa chuyện với quý vị đây vẫn chưa có được ứng cử viên thưa quý vị. Quý vị sẽ nói What? Hoàng Vi, tôi có đọc tin tức tôi thấy rằng là vào ngày hôm thứ Ba, chính ông dân biểu Tom Emmer đã thắng trong cái vòng bỏ phiếu kín ở trong nội bộ đảng Cộng Hòa, đã chính thức được đảng Cộng Hòa đề cử ra để mà có thể tranh phiếu với lại bên phía đảng Dân Chủ là ông Hakim Jeffrey rồi cơ mà đúng cái câu chuyện đó nó đã xảy ra vào sáng ngày thứ ba thật sự thưa quý vị quý vị nhớ là vào ngày thứ hai đó có khoảng chín vị là hâm hở là nói rằng tôi sẽ ra ứng cử cho cái chiếc ghế chủ tịch hạ viện nhưng mà rồi đến ngày thứ ba đó trải qua những cái cuộc họp gần 3 tiếng thì cuối cùng đã có một số những cái ứng cử viên là người ta bỏ cuộc chơi còn lại khoảng 6 vị thôi 6 vị đi ra bỏ phiếu và trải qua 5 vòng bỏ phiếu kín trong đảng Cộng Hòa 5 vòng nhé Cuối cùng là ông Tom Emmer ở Minnesota đã chính thức là thắng, thắng 117 phiếu bầu thưa quý vị. Và ông được đảng Cộng Hòa đề cử ra, ok đảng Cộng Hòa bây giờ là ăn ngon ngủ yên rồi, tạm thời đi. Ít ra là mình cũng phải bây giờ đi ra một cái trận là gà chọi, mình phải có cái con gà chiến của mình chứ. Chứ bây giờ bên kia thì cái con gà đối thủ là Hakim Jeffrey cứ đứng gáy hoài, cứ đứng sẵn sàng chờ. Mà bên này không có đối thủ thưa quý vị bên này đảng Cộng hòa lây hoay hoài. Nói như lời ông dân biểu Mike Gallagher ở tiểu bang Wisconsin, ông nói một câu ngay tại sàn hạ viện tội lắm thưa quý vị. Ông nói là chúng tôi mệt mỏi quá rồi. Chúng tôi mệt mỏi, chúng tôi rệu rã quá rồi với cái cuộc nội chiến trong đảng Cộng Hòa như thế này. Khi mà suốt 3 tuần nay đảng Cộng Hòa cứ lây hoay hoài, chúng tôi muốn cho xong đi để mà giải quyết những việc khác đúng thật thưa quý vị còn bao nhiêu việc nước Mỹ còn đang chờ là ngày 18 tháng 11 không có chủ tịch hạ viện chính phủ đóng cửa ngày và cả không có chủ tịch hạ viện những cái phần mà viện trợ cho Ukraine cho Israel cho Đài Loan không có giải quyết được và cả những cái vấn đề biên giới nữa chứ và cả những cái vị đảng cộng hòa dân biểu như là ông Mike Gallagher hoàng vi vừa trích dẫn ông nói chúng tôi mệt mỏi quá rồi cho xong chuyện này đi thì tưởng là ngày thứ ba đã xong và dự kiến là vào 10 giờ sáng ngày thứ tư là bắt đầu đưa ra bỏ phiếu thưa quý vị thì rất là tích tắc, rất là bất ngờ, rất là hụt hẫng, rất là thẫn thờ thưa quý vị. Vào chiều ngày thứ ba, ông Tom Emmer đột ngột tuyên bố tôi bỏ cuộc chơi lý do ông không nói những cái phóng viên của the hill ngay tại sàn hạ viện họ kể lại rằng ông chỉ quầy quả bước ra sau một cái cuộc họp với lại đảng cộng hòa ông đi ngang qua cánh phóng viên đang chờ và hỏi là cái kế hoạch sắp tới ông chỉ nói một câu ngắn gọn tôi bỏ cuộc tôi không có ra để mà ứng cử nữa lý do ông không nói chỉ lắc đầu quay đi thôi quý vị rất là bất ngờ và bây giờ đảng cộng hòa thực sự Thực sự là rơi vào bế tắc thưa quý vị Thực sự là rơi vào bế tắc Cho phép Hoàng viên nhắc lại cái diễn tiến vào tối ngày thứ hai một chút Tối ngày thứ hai á khi mà đảng cộng hòa chuẩn bị là bước vô một cái cuộc bỏ phiếu kín bỏ phiếu nội bộ để tìm ra cái ứng cử viên cuối cùng như chúng tôi nói là có 8 ứng cử viên đó thì ông trump đã có một cái cuộc gặp gỡ với lại 5 ứng cử viên và trong đó là có cái ông tom emmer này và ông Trump cũng có nhận xét, ông nói rằng ông Trump Emmer này cũng là một cái người đáng mến, lập ra là những cái câu nó rất là gọi là chung chung thôi thưa quý vị. Và khi mà truyền thông hỏi là liệu là bây giờ ông có ủng hộ cho một cái nhân vật nào như là ông đề cử ông Jim Jordan trước đây đó, thì ông Trump nói no, no. Ông dùng một cái câu này nè thưa quý vị. Tôi đến thời điểm này thì chưa tôi chưa thể đề cử bất kỳ một cái nhân vật nào hết là bởi vì tôi đang tôi muốn tôi đứng ra khỏi ngoài cái cuộc chơi này. Nhưng mà ông lại dùng cái từ là tôi stand above cái cuộc chơi này. Nếu như người bình thường á thì người ta chỉ nói rằng là tôi đứng ra ngoài lề cái cuộc chơi này, tôi đứng bên cạnh cái cuộc chiến này, tôi đứng đằng sau cái cuộc chiến cam go này nhưng mà không cựu tổng thống donald trump ông quốc ngay là tôi đứng lên trên cái cuộc chơi này I, I stand above cái cuộc chiến này và tôi để cho đảng cộng hòa người ta tự giải quyết coi sao có lẽ nhiều người nói rằng là ông rút kinh nghiệm từ jim jordan jim jordan đã được ông đề cử rồi cũng bước ra rồi cũng bỏ phiếu ba vòng rồi cuối cùng cũng thua thưa quý vị như vậy thì xét đến cái ngày mà ông kevin mccarthy ra đi thì đã có ba ứng cử viên bên phía đảng cộng hòa đều đã ra và cuối cùng là bị thất bại hoặc là bị đảng cộng hòa là ép là phải bỏ cuộc chơi hoặc là phải từ bỏ cuộc chơi đó là ông jim jordan người đã được ông trump đề cử là bị đảng cộng hòa ép phải bỏ cuộc chơi. Rồi ông Steve Scalis và ngày hôm thứ ba là ông Tom Emmer là tự động bỏ cuộc chơi. Vì họ thấy là họ không có đủ số phiếu thưa quý vị. Ông Tom Emmer để mà cầm trên tay chiếc búa là cần 217 phiếu. Mà cái vòng trải qua 5 vòng trong đảng Cộng Hòa, ông chỉ có được 117 phiếu thôi. Và ở thời điểm đó truyền thông ghi nhận có 25 có 25 dân biểu bên phía đảng Cộng Hòa lại tiếp tục chống đối, nói là sẽ không có bỏ phiếu cho ông đến tận cùng. Mà trong khi đó, đảng Cộng Hòa thì đang chiếm một cái thế đa số rất là mong manh so với đảng Dân Chủ. Không biết có phải vì lý do đó không mà ông Tom Emmer đã chính thức là bỏ cuộc chơi như thế này. Nhưng mà nó có một cái tình tiết nữa, một cái tình tiết rất là quan trọng mà không thể không nhắc thưa quý vị. Sau khi vào giữa trưa ngày thứ ba giữa trưa ngày thứ ba mà ông tom emmer biết chính xác là mình được đảng cộng hòa đề cử và truyền thông đều loan báo cái thông tin này đó thưa quý vị thì cựu tổng thống donald trump đã đăng đàn lên trên trut social và ông nói ngay một câu như thế này nè ông gầm lên ông nói rằng tôi không có ủng hộ cho tom emmer để mà ra ứng cử mặc dù tối ngày thứ hai thì ông Trump có gặp gỡ riêng với Tom Emmer và ông cũng có những cái lời phát biểu chung chung là đây là một tay đáng mến như hồi nãy Hoàng Vi có thừa. Nhưng mà đến khi mà biết chính thức là Tom Emmer được đề cử đó thì ông Trump phản đối. Ông nói đó là có rất nhiều những người tốt mà, những cái wonderful friends ở Hạ Viện mà muốn làm chủ tịch mà và những người Cộng hòa chân chính đó, hơn là Tom Emmer này. Tom Emmer này là một rhino, một Cộng hòa giả hiệu, không có xứng đáng để mà được đề cử để mà có thể làm chủ tịch hạ viện thưa quý vị và đó là một cái nhiều người đang phán đoán không biết có phải vì cái tuyên bố của ông trump mà ông tom emmer này ông biết rằng là ông sẽ không được những cái lá phiếu của những nhóm cộng hòa cực hữu cho nên là ông đã rút lui hay không thì chúng ta không biết nhưng mà cái chuyện này nó xảy ra ngay trước chỉ vòng một tiếng đồng hồ trước khi mà ông tom emmer ông tuyên bố rút lui thưa quý vị và vì sao mà tom emmer rút lui À, vì sao ông Tom Emmer không được lòng cử Tổng thống Donald Trump thưa quý vị? thì bởi vì trong số những cái ứng cử viên mà tuyên bố là chúng tôi muốn ra để mà ứng cử làm chủ tịch hạ viện trong số chín vị đó thưa quý vị thì Tom Emmer này là cái vị dân biểu hiếm hoi trong số chín vị đó đã từng bỏ phiếu để chứng nhận cái kết quả của đại cử tri đoàn ghi nhận cái chiến thắng đã thuộc về ông ứng cử viên Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Điều đó nó dẫn đến có phải vậy không mà ông Donald Trump đã ghét và đã label, đã dán nhãn cho Tom Emmer này là Cộng hòa giả hiệu thưa quý vị. Nhưng mà có một điều, nếu mà nhìn kỹ lại thực sự đó, có lẽ cũng rất là oan cho Tom Emmer. Đúng là Tom Emmer là đã từng bỏ phiếu chứng nhận kích chiến thắng cho ông Joe Biden nhưng cũng chính là Tom Emmer là người cũng đã thổi một số cái bụi mù và những cái đưa ra những cái quan điểm những cái thuyết âm mưu về cái cuộc bầu cử năm 2020. có thể là nó không có thực sự là chính danh và cái chính Tom Emmer cũng là người đã từng không chịu trên các cuộc phỏng vấn uh, trên các phương tiện truyền thông đó thưa quý vị không chịu tuyên bố là ông Joe Biden là người chiến thắng xem ra ông Tom Emmer cũng khá là bị oan ức khi mà bị ông Trump dán nhãn đó là Cộng hòa giả cày, Cộng hòa giả hiệu thưa quý vị. Và đó là cái cuộc chiến dậy xảy ra ngay tại Hạ viện hiện nay. Và một cái cuộc chiến người ta nói là gần như là một cuộc nội chiến trong đảng Cộng hòa. Đảng Cộng hòa đến thời điểm mà Hoàng Vi đang thưa chuyện quý vị hoàn toàn chưa có một đối ra thưa quý vị. Và Hoàng Vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.